Ngày 23 tháng 8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết áp cao cận nhiệt đới lớn dần về phía Tây gây ra hội tụ gió lên đến 5.000m ở khu vực Bắc Bộ. Dự báo do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000m phân tích trên, nên từ nay đến ngày 24 tháng 8, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to vào đêm và sáng. Từ đêm 24 đến 26 tháng 8, do hội tụ gió lên đến 5.000m hoạt động mạnh dần lên nên ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Khu vực Hà Nội, từ nay đến ngày 24 tháng 8 có lúc có mưa rào và dông vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Từ đêm 24 đến 26 tháng 8 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần nên từ nay đến ngày 24 tháng 8, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to vào chiều tối và đêm. Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 8, mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng gia tăng. Ngày 23 tháng 8, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có công văn yêu cầu các tỉnh phía Bắc kiểm tra, rà soát các khu dân cư, các hoạt động ven sông, suối, ngoài bãi sông, các hầm mỏ, khu vực khai thác khoáng sản, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, chủ động phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình cụ thể tại các địa phương.